kia là khu quản lý bảo trì đường bộ luôn. Đi đi đi. Đấy chi đấy chi sẵn còn bố con chi nhỏ chi lớn ra heo heo giờ này đến heo rồi lên từ đầu lắm. Thế chờ em. Tại bên đấy tuy không to nhưng lại vừa đều. Tôi không có võ không à? Con bảy đấy chứ bảy đánh mình cái là heo này heo họ gì để nó không heo này này đi lá hả ừ mấy em đánh đi chú luôn đốt đúng là đốt cái gì đấy đó con heo trước con chịu đúng rồi đúng rồi tiếp sạch bốn cây đánh sạch bốn cây thì con để lại con heo để lại heo cho nó cháy cháy xong có cháy nó lại đầy nó lại ốm heo đôi heo ba
lắm ơi. Đến con 9 trước thì kêu đấy. Anh đến cái 6 con 10 mẹ rồi. Khánh nó chuyên đánh, hỏi nó đánh ghê lắm, chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp. Tí nữa lại chơi. Mà đi hết rồi. Chưa.
Đối với lại bên tao chịu, hỏi người ta chứ hỏi mình cái đâu chịu. Đi đâu hết rồi rồi anh đi, chắc đi công tác hết rồi anh. Công việc hết rồi. À. Bùi đi đâu rồi Kiên? À, Kiên. Ai Bùi á, Kiên Bùi á. chịu em Con tin ông báo chú à? biết Yeah. Cắt xích mẹ đi ông báo chú rồi nè. Ông cơ quan đấy. Thế à? Bảo hành. Bảo hành kia đi xuống đi. Cứ tranh tranh thủ chú mẹ đây xin cái hồ sơ mời thầu tư vấn đấy. Em mà mới nhất ạ, để anh làm đấy.